Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, như chúng ta theo dõi các thông tin liên quan tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, thì hẳn quý vị chưa quên, có một số tài liệu liên quan tới những sự can thiệp của Thái Thượng Hoàng, đó là Ban Cố vấn của Đảng Cộng sản Việt Nam, một bên là ông Lê Khả Phiêu, ủng hộ cho ông Nguyễn Phú Trọng, còn bên kia là ông Lê Đức Anh ủng hộ cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Thưa quý vị, chúng ta cũng chỉ biết như vậy, nhưng mà rõ ràng một cái vấn đề, hay nói đúng hơn một cái câu hỏi, ban lãnh đạo Trung ương hằng ngày, người ta đã gài người, đã phân hóa nhân sự của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ra sao? Tại sao từ Đại hội 10 cho đến nay, sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam xảy ra hết sức nghiêm trọng? Và thưa quý vị, đó là lý do tại một cái bài nói chuyện trong cái clip dài 30 phút thì Thiếu tướng Trương Gian Long, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, đã chỉ ra những cái vấn đề sự can thiệp của Trung Quốc vào nội bộ và đàn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Thậm chí không chỉ một, hai mà là hàng trăm, con trăm này kéo theo trăm khác. Đó là những người nhận tiền của Trung Quốc và hoạt động cho họ. Thưa quý vị, cái vấn đề đó nó có phải mới xảy ra dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không? Và Trung Quốc đã gài người vào ban lãnh đạo Việt Nam bằng cách nào và phân hóa nhân sự của ban lãnh đạo Việt Nam ra sao? Hôm nay, trong buổi nói chuyện, chúng tôi giới thiệu với quý vị một cái tài liệu liên quan tới những cái vấn đề vừa kể do Nguyễn Chí Trung, nguyên thư ký của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đây là một tài liệu có từ năm 2002, sau khi Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã bị ông Lê Đức Anh và ông Đỗ Mười hạ bệ. Thưa quý vị, tài liệu này được công bố vào tháng 12 năm 2003. Qua cái tài liệu này thì người ta mới rõ trong hàng ngũ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ sau Hội nghị Thành Đô năm 1990, thì những ai có chủ trương kiên định xã hội chủ nghĩa, còn những ai chủ trương xóa xã hội chủ nghĩa, những ai chủ trương xem Hoa Kỳ là kẻ thù chiến lược và lâu dài, và những ai là muốn Việt Nam quan hệ và xem Mỹ là đồng minh của mình. Thưa quý vị, chúng ta phải biết được những điều đó, phần nào cũng minh hoàn cho Nguyễn Phú Trọng. Và cái vấn đề để cho Trung Quốc can thiệp vào chính trị Việt Nam thực ra nó có từ đời Hồ Chí Minh, và đến thời Nguyễn Phú Trọng thì nó ở cái mức độ cao hơn mà thôi. Thưa quý vị, phải hiểu những cái điều trong buổi nói chuyện hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị, để quý vị biết được phần nào các đường đi nước bước của ban lãnh đạo Trung Nam Hải. Họ đã dùng thủ đoạn ra sao, bằng biện pháp như thế nào mà họ đã vô hiệu hóa, thậm chí rắc mũi ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội như hiện nay. Thưa quý vị, trước Đại hội 12, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị có một cái bức thư của Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương ông Lê Đức Anh phản đối phương án giao cho Bộ Chính trị chuẩn bị nhân sự. Cái trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11, những người quá tuổi tái cử để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước, trình cho Hội nghị Trung ương 14 khóa 11 xem xét và quyết định đối với trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng. Trong cái lá thư thì ông Lê Đức Anh đã nêu ý kiến riêng về tiêu chuẩn của Tổng Bí thư và bác bỏ ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ hai giai đoạn 2016-2021. Thưa quý vị, trong khi đó ngược lại, thái độ của ông Lê Đức Anh thì ủng hộ tuyệt đối cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Ngay từ khi Hội nghị Trung ương 10 khóa 10, Lê Đức Anh đã phát biểu những cái lời đánh giá rất cao đối với Nguyễn Tấn Dũng, khi cho rằng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng là một người có thái độ rõ ràng, đúng đắn và rất đáng quý, đặc biệt trong vấn đề chủ quyền tại Biển Đông. Thưa quý vị, lâu nay người ta nói Lê Đức Anh vốn là một nhân vật thân Trung Quốc. Thậm chí Lê Đức Anh cũng một cái thời gian đổ bệnh liên quan tới tai biến mạch máu não, và Lê Đức Anh cũng như Nguyễn Phú Trọng được các cái chuyên gia y tế của Trung Quốc cứu giúp. Thậm chí Lê Đức Anh
là những kẻ dẫn mối đưa đường tiến tới cái hội nghị Thành Đô năm 1991 trong việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thưa quý vị, nếu quý vị biết rằng Lê Đức Anh và ông Lê Khả Phiêu đã có những cái việc đụng độ nhau khi mà ông Lê Khả Phiêu sau khi nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư đã đưa ra các ý kiến đề nghị loại bỏ chế độ cố vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, mà vị trí của Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt đảm nhận từ năm 1997. Theo đó, các nhân vật là cố vấn cho Ban Chấp hành Trung ương có quyền can thiệp vào các quyết định nhân sự cho vị trí Tổng Bí thư cũng như các vị trí khác trong Bộ Chính trị. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong cái cuộc đấu tay đôi giữa Lê Khả Phiêu đối với Lê Đức Anh thì cuối cùng kết quả là Lê Khả Phiêu đã bị lộn khỏi chức Tổng Bí thư, nhưng bàn cố vấn của Ban Chấp hành Trung ương, hay chúng ta còn gọi là cái nhóm Thái Thượng Hoàng, bao gồm các nhân vật Đỗ Mười, Lê Đức Anh cũng như Võ Văn Kiệt cũng bị giải tán. Thưa quý vị, tuy nhiên sau khi Lê Đức Anh bị phế truất thì Lê Đức Anh đã hiện thân cho một cái sự công thần của quân đội Việt Nam. Và thưa quý vị, những cái điều mà người bên kia vĩ tuyến 17 hết sức khó chịu đó là cứ đến ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 hàng năm thì Lê Đức Anh cho tổ chức rầm rộ những cái vấn đề gọi là chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không chỉ thế, thưa quý vị, dưới sự chỉ đạo Lê Đức Anh, quân đội nhân dân Việt Nam đã áp dụng cái chế độ quân đội làm kinh tế. Lê Đức Anh đã bật đèn xanh cho tướng lĩnh quân đội hưởng một cái chế độ lương hưu hậu hĩnh, rồi tạo điều kiện cho các đơn vị làm kinh tế của quân đội tham gia các cái ngành nghề kinh doanh màu mỡ trúng đậm như ngân hàng, kinh doanh xăng dầu, xây dựng, viễn thông, vân vân. Và lực lượng làm kinh tế của quân đội đã thao túng được nền kinh tế đất nước, và điều đó đã khiến cho vai trò của quân đội tăng lên rất mạnh, và một số thế lực chính trị ở trong đảng không lãnh đạo được quân đội. Trong khi đó, như quý vị đã biết, ở Trung Quốc, Tập Cận Bình sau năm 2012 chính thức lên nắm quyền, việc đầu tiên là ông Tập Cận Bình tuyên bố cấm quân đội Trung Quốc làm kinh tế, mà quân đội theo Tập Cận Bình phải tập trung vào huấn luyện để tăng cường sức mạnh chiến đấu. Thưa quý vị, tại sao giữa Việt Nam và Trung Quốc lại có những cái điều trái nghịch như vậy? Tại sao các nhân vật lãnh đạo Đảng sản Việt Nam được cho là thân Trung Quốc thì Lê Khả Phiêu như Nguyễn Vũ Trọng, Nông Đức Mạnh vân vân lại làm trái những cái điều mà Trung Quốc người ta đã bãi bỏ hoặc không cho làm? Đó là lý do chúng ta cần phải tìm một cái mối quan hệ trong ngõ kép giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc thực chất nó là như thế nào. Và thưa quý vị, một cái ý đồ của ban lãnh đạo Bắc Kinh đối với Việt Nam đó là họ muốn nhìn thấy một nước Việt Nam phân hóa, chia rẽ nội bộ lãnh đạo một cách sâu sắc, xã hội Việt Nam nghèo đói, người dân Việt Nam ngu dốt chậm tiến. Và thưa quý vị, theo chủ trương của ban lãnh đạo Trung Nam Hải, họ nghĩ rằng những cái điều đó nó dễ dàng thực hiện bởi vì tốt ít tốn kém hơn. Và thưa quý vị, nó cũng là lý do tại sao cho đến hôm nay quý vị đã thấy xã hội Việt Nam, những cái điều xấu xa nhất nó hiển hiện trên đất nước của chúng ta, trong khi ở Trung Quốc người ta đã có những cái tiến bộ đáng kể, đặc biệt trong cái vấn đề phát triển kinh tế, và Trung Quốc đã trở thành một cái cường quốc kinh tế số 2 và đang có khả năng vượt nền kinh tế lớn nhất toàn cầu là của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, đặc biệt về cái vấn đề nhân sự, như quý vị đã thấy tại sàng lọc dưới thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người ta bố trí sắp xếp các cái nhân sự đều là những cái kẻ rốt nát phá hại đất nước nhiều hơn là cống hiến. Và thưa quý vị, nếu quý vị nhìn vào cái mục tiêu của ban lãnh đạo Trung Nam Hải thì hẳn quý vị không ngạc nhiên. Thưa quý vị, lâu nay người ta vẫn nói ông Lê Đức Anh là một cái nhân vật thân tàu, nhưng ít người nghĩ rằng có phải Đỗ Mười là cũng là một cái kẻ thân tàu hay không. Thậm chí trong giới phân tích người ta nói nhau, muốn biết cái nội dung hội nghị Thành Đô năm 1991 về việc thiết lập lại quan hệ Việt Nam và Trung Quốc ra sao thì nên hỏi cựu Tổng Bí thư ông Đỗ Mười, bởi vì ông Đỗ Mười là một thành viên của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới Thành Đô
Tuy nhiên, thưa quý vị, trong cái tài liệu của Trung tướng Nguyễn Chí Trung dưới đây lại nói bản thân ông Đỗ Mười là một cái nhân vật tố rất quan trọng, ủng hộ cho ông Võ Văn Kiệt và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm trụ lại trong Trung ương và Bộ Chính trị, trong khi hai nhân vật vừa kể Kiệt và Cầm có những cái chủ trương tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Và đó là lý do một số người cho rằng nếu vậy Đỗ Mười chưa chắc là theo Tàu, vậy thì phải quay ra hỏi Lê Khả Phiêu, bởi vì Lê Khả Phiêu chắc chắn là kẻ thân Trung Quốc. Và thưa quý vị, Lê Khả Phiêu đã từng bị tố bí mật sang Trung Quốc gặp Giang Trạch Dân mà không báo cáo Bộ Chính trị, rồi liên quan tới cái vấn đề biên giới hải đảo hải phận của Việt Nam. Thì rõ ràng như quý vị đã biết, Lê Khả Phiêu cho đến lúc chết và cho đến ngày nay vẫn mang danh là một kẻ ký các cái hiệp định về biên giới lãnh thổ, đã nhường một cái phần lớn mặt biển cũng như biên giới trên bộ cho Trung Quốc. Thưa quý vị, tuy nhiên chúng ta cần phải có các cái cơ sở, các tài liệu để có thể khẳng định những cái điều chúng ta nhận định. Nếu không, chúng ta sẽ mắc vào một cái bệnh võ đoán hay cảm tính. Đó là lý do tại sao chúng tôi giới thiệu với quý vị một cái bài viết của Trung tướng Nguyễn Chí Trung, trợ lý của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Toàn bộ nội dung dưới đây là nguyên văn, thưa quý vị, và chúng tôi sẽ giải thích những cái vấn đề nào mà có lẽ chúng tôi cảm giác rằng quý vị khó hiểu mà thôi. Thưa quý vị, theo tác giả Nguyễn Chí Trung, từ thập kỷ 90 của thế kỷ 20, chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô đã sụp đổ. Điều đó nó tác động mạnh mẽ vào xã hội Việt Nam cũng như nội bộ Đảng sản Việt Nam. Tư tưởng của chủ nghĩa cơ hội đã phát sinh. Nó phát triển trong đa số các cái lãnh đạo cao cấp Việt Nam. Và hầu hết các cái lãnh đạo từ trung ương tới địa phương là các đảng viên đều có những cái sai phạm. Đó là lý do đến Đại hội Đảng lần thứ 6 nổi lên một cái nhân vật có tên là Trần Xuân Bách, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã đứng lên yêu cầu đòi đa nguyên đa đảng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện theo mô hình dân chủ phương Tây. Theo Trần Xuân Bách, con đường chủ nghĩa tư bản chứ không phải con đường chủ nghĩa xã hội. Như quý vị đã biết, lúc đó Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị đã nổi giận và quật ngã Trần Xuân Bách ngay tại chỗ. Và lập tức Trần Xuân Bách đã nhận một cái bản án kỷ luật vào tháng 3 năm 1990, cách chức một số ủy viên trung ương đồng bọn với Trần Xuân Bách, thậm chí khai trừ Trần Xuân Bách ra khỏi đảng. Và thưa quý vị, sau cái hội nghị Thành Đô, đó là một cái thời kỳ được đánh giá là một cái thời kỳ bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Điều đó nó xảy ra trong bối cảnh Việt Nam đã tiến hành cải cách về mặt kinh tế, và điều đó nó đã làm cho cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng tiền phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã trở nên sa sút phẩm chất, và Đảng Cộng sản Việt Nam đã suy thoái rất nhanh chóng. Theo Trung tướng Nguyễn Chí Trung, một bộ phận các đồng chí mơ hồ lập trường phương Tây, họ muốn quay lưng lại với đảng, quay lưng với chủ nghĩa xã hội. Thậm chí ông Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, đã thể hiện những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội. Ông Võ Văn Kiệt và một số những cái người thân cận đã lên tiếng đòi xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa trung lập. Thậm chí cuối Đại hội Đảng lần thứ 7, ngày 9 tháng 8 năm 1995, ông Võ Văn Kiệt đã đưa ra một cái cương lĩnh trình bộ chính trị dài 30 trang. Lúc đó là dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ông Nguyễn Văn Linh đã cho phép nghiên cứu, đưa vào báo cáo Bộ Chính trị. Đến Đại hội Đảng lần thứ 8, ông Võ Văn Kiệt tiếp tục đề xuất cần phải bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa, bỏ nền kinh tế quốc doanh, bỏ chế độ kinh tế tập thể hợp tác xã. Thậm chí Võ Văn Kiệt còn đề nghị xem xét điều chỉnh lại điều 4 của Hiến pháp để tiến hành một điều mà ông Võ Văn Kiệt coi là thực hiện dân chủ triệt để. Theo Trung tướng Nguyễn Chí Trung cho biết, lúc đó ông Nguyễn Mạnh Cầm
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã báo cáo với Bộ Chính trị một cái luận điểm không còn đấu tranh giai cấp. Theo Nguyễn Mạnh Cầm, Mỹ không phải là đối tượng chiến lược, tức là kẻ thù của Việt Nam nữa, bởi vì thế giới trong cái giai đoạn hiện nay đang cần đến một sự hợp tác, đến lúc cạnh tranh với nhau về mặt kinh tế, chứ không thể coi nhau như kẻ thù như cái thời chiến tranh lạnh. Thưa quý vị, tuy nhiên, ý kiến của ông Võ Văn Kiệt và ông Nguyễn Mạnh Cầm đưa ra được Bộ Chính trị đồng ý đưa vào trong vấn đề hội nghị, cụ thể là ngày 10 tháng 10 năm 1995, Bộ Chính trị đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt để thảo luận trong những cái vấn đề chủ trương của ông Võ Văn Kiệt và ông Nguyễn Mạnh Cầm đưa ra như đã kể. Thời gian hạn định chỉ có một ngày. Song thưa quý vị, một ngày không xong. Ngày hôm sau, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đồng ý thảo luận tiếp. Và thưa quý vị, Lê Khả Phiêu là người nổ phát súng đầu tiên. Lúc đó, Lê Khả Phiêu trong tư cách Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Lê Khả Phiêu vốn làm cái nhân vật được cho là bảo thủ, đã đấu tranh quyết liệt, mà theo Lê Khả Phiêu, những cái ý kiến hoặc các cái chủ trương của Võ Văn Kiệt và Nguyễn Mạnh Cầm là những cái quan điểm sai trái, và Lê Khả Phiêu cực lực bác bỏ và nói rằng những ai mà đồng tình với chủ trương của ông Võ Văn Kiệt và ông Nguyễn Mạnh Cầm là những kẻ phản đảng. Thưa quý vị, sau phát biểu gay gắt của ông Lê Khả Phiêu, khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, thì ông Nguyễn Văn Linh có hỏi hội nghị còn ai có ý kiến gì không, thì lập tức ông Lê Đức Anh nói đúng, anh Kiệt anh Cầm đưa ra ý kiến cần phải quan tâm nghiên cứu xem xét. Ông Linh hỏi tiếp, ngoài đồng chí Lê Đức Anh còn ai có ý kiến nữa không, thì không ai phát biểu. Lúc đó ông Võ Văn Kiệt đứng lên phát biểu rằng, tôi xin lỗi anh Phiêu, anh phê phán tôi và anh Cầm như vậy là quá đáng. Ông Võ Văn Kiệt giải thích, độc lập dân tộc xóa chủ nghĩa xã hội, tài liệu đó là anh em người ta viết, tôi chỉ là người ký mà thôi. Lập tức Phiêu đỏ mặt đứng lên, anh nói vậy hóa ra anh là người hai mặt à? Anh báo cáo Bộ Chính trị điều đó, Bộ Chính trị tổ chức họp bây giờ anh lại chối. Anh lại nói anh chỉ ký mà anh em người ta viết ra. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao ngày hôm sau tiếp tục vấn đề này đưa ra thảo luận. Và giữa Võ Văn Kiệt và Lê Khả Phiêu, lời qua tiếng lại được cho là hết sức căng thẳng và gay gắt. Trong lúc đó Bộ Chính trị thì đa số ngồi im, bởi vì ai cũng có cái suy nghĩ thủ thế. Được biết ông Võ Văn Kiệt và Lê Khả Phiêu cãi nhau chừng 2 tiếng đồng hồ, thì lúc đó ông Đỗ Mười đưa ra ý kiến, thôi cái vấn đề này nó khó quá, chúng ta cứ gác lại thảo luận sau. Và cuộc họp được giải tán. Thưa quý vị, lúc đó người ta biết Đỗ Mười là người ngầm ủng hộ cho Võ Văn Kiệt và Nguyễn Mạnh Cầm. Bộ Chính trị nói tuần sau thảo luận tiếp. Trong lúc đó thì ông Nguyễn Mạnh Cầm và Đỗ Mười đã tỏ ra khoái chí. Trong cuộc họp lần thứ hai, Lê Khả Phiêu lại nổ súng phát biểu trước. Nguyễn Mạnh Cầm thì đó đã thấy đa số Ủy viên Bộ Chính trị không đồng tình với ý kiến do Nguyễn Mạnh Cầm và Võ Văn Kiệt đưa ra, thì Lê Khả Phiêu càng được đà làm già làm tới. Đó là lý do tại sao Nguyễn Mạnh Cầm đã rút lui ý kiến. Và đến đó thì Bộ Chính trị dừng lại, không có kết luận cuối cùng. Nhưng Ủy viên Bộ Chính trị ông Vũ Oanh lúc đó, sau khi Nguyễn Văn Linh tuyên bố kết thúc hội nghị, thì Vũ Oanh nói buông lừng, tôi đồng ý bỏ chủ nghĩa xã hội. Thưa quý vị, đó là lý do đến Đại hội 9, Ban chấp hành Trung ương khóa 7, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 16 đến 23 tháng 2 năm 1996. Hội nghị Bộ Chính trị thông qua một cái dự thảo báo cáo chính trị Đại hội 7. Một số Ủy viên Trung ương đáp buộc ông Đỗ Mười khi đó phải đưa vấn đề của ông Võ Văn Kiệt cũng như ông Nguyễn Mạnh Cầm ra thảo luận lại. Thưa quý vị, Đỗ Mười đồng ý. Lúc bấy giờ chỉ có một số Ủy viên Trung ương của các tỉnh miền Trung, họ trở mặt đấu tranh phê phán quyết liệt quan điểm của Nguyễn Mạnh Cầm và Võ Văn Kiệt. Theo các đại diện miền Trung phân tích,
Nếu một cái quần chúng như quan có cái quan điểm như anh Võ Văn Kiệt hoặc anh Nguyễn Mạnh Cầm thì chúng ta có thể kết nạp họ vào đảng được hay không? Nếu một đồng chí có quan điểm như vậy, có được bầu đi dự đại hội đảng ta hay không? Liệu có được bầu vào trung ương hay không? Đây là vấn cần phải xem xét tư cách của ông Võ Văn Kiệt cũng như ông Nguyễn Mạnh Cầm yêu cầu phải đưa ra khỏi đảng. Thưa quý vị, được biết lúc đó Đỗ Mười cũng run, Đỗ Mười lại thỏa hiệp đứng ra bào chữa thanh minh cho Võ Văn Kiệt. Theo ông Đỗ Mười, chắc là do những nhận thức lệch lạc chứ không có cái gì là chủ trương sâu sắc cả. Theo Đỗ Mười lúc này, chúng ta phải tập trung ổn định nội bộ. Tuy nhiên thưa quý vị, trong hai cuộc họp, kể cả tới cái hội nghị này thì Đức Anh vẫn làm thinh. Ủy viên Trung ương Nguyễn Trãng phê phán Nguyễn Mạnh Cầm là mơ hồ giai cấp. Tại sao lại cho Hoa Kỳ là bạn chứ không phải là kẻ thù? Ủy viên Trung ương Nguyễn Trãng đập mạnh quan điểm của Nguyễn Mạnh Cầm, và Nguyễn Mạnh Cầm trong tư cách Bộ trưởng Bộ Ngoại giao không kiềm chế được đã tự ái phản ứng lại, nói rằng anh cấp bậc thấp hơn tôi, anh đừng có lên mặt dạy đời một ủy viên Bộ Chính trị. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao vào hội nghị trung ương lần thứ 10, chủ bị lần thứ nhất của đại hội khóa 6, thì ông Võ Văn Kiệt và ông Lê Đức Anh bị thiếu số phiếu. Ông Kiệt chỉ đạt 20 phiếu ủng hộ, ông Lê Đức Anh chỉ có 60 phiếu ủng hộ và không đủ phiếu ở lại ban chấp hành trung ương. Và như thế, ông Võ Văn Kiệt đã không đủ điều kiện và bị loại. Thưa quý vị, nhưng một cái điều bất ngờ là đến hội nghị trung ương lần thứ 11 khóa 6, trong cái phiên chủ bị chính thức để chuẩn bị bầu bán chức vụ Tổng Bí thư cho đại hội 7, lúc đó ông Đỗ Mười lại thay đổi thái độ 180 độ. Đỗ Mười tuyên bố giữa hội nghị, tôi yêu cầu anh Võ Văn Kiệt ở lại Bộ Chính trị, chứ nếu để lại một mình tôi lãnh đạo Bộ Chính trị, tôi không có khả năng. Và thưa quý vị, đến đại hội đảng lần thứ 8, sau đó, những cái nhân vật ông Đỗ Mười giữ chức Tổng Bí thư, còn lại Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Mạnh Cầm, Lê Khả Phiêu vẫn tiếp tục lọt vào Bộ Chính trị. Được biết trong cái hội nghị trung ương thứ nhất của đại hội khóa 8, vấn đề đấu tranh về nhân sự lại nổ ra rất gay cấn. Ra đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh công khai vạch trần cái hiện tượng tiêu cực suy thoái ở trong đảng, ngay trong Bộ Chính trị. Nguyễn Văn Linh tức giận nói, đảng bây giờ nó dột từ trên nóc dột xuống. Tuy nhiên Đỗ Mười lúc đó thanh minh, mía sầu có đốt, nhà dột có chỗ, anh không được hàm hồ mà vơ đũa cả tắm như vậy. Rồi thưa quý vị, tới hội nghị ban chấp hành trung ương khóa 8 vào tháng 12 năm 1997, khi xem xét về cái vấn đề nhân sự cấp cao, cũng như ban chấp hành trung ương sẽ thảo luận 11 vấn đề về quan điểm chủ trương chính sách quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó vấn đề thứ 11 là vấn đề khắc phục tình trạng thoái hóa cán bộ đảng viên. Khi bàn thảo đến cái vấn đề này, nó nảy ra một cái vấn đề về mặt nhân sự. Đó là có những ý kiến của ban chấp hành trung ương yêu cầu phải làm rõ vấn đề có để cho Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh và Đỗ Mười ở lại nghỉ hay về hưu. Và ông Võ Chí Cầu đã đưa ra một cái ý kiến tiền phòng, đó là ba nhân vật Kiệt, Mười, Anh cần phải nghỉ. Nhưng trong lúc đó, ba ông Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh và Đỗ Mười lại muốn ở lại, kiên quyết không nghỉ và chấp nhận cái vấn đề chọn Tổng Bí thư mới thay cho ông Đỗ Mười. Thưa quý vị, thế là mắc mưu của Lê Khả Phiêu. Được biết lúc đầu, ông Phạm Văn Đồng, ông Võ Chí Cầu đã giới thiệu Tổng Bí thư thay cho Đỗ Mười là Nguyễn Mạnh Cầm, nhưng nhiều ý kiến phản đối vì những cái phát biểu trước đây của Nguyễn Mạnh Cầm về cái đường lối của đảng, nên hội nghị quyết định không chọn Nguyễn Mạnh Cầm. Sau đó Võ Chí Công lúc đó lại giới thiệu Nguyễn Văn An. Khi Võ Chí Công giới thiệu Nguyễn Văn An thì Nguyễn Văn Linh lại giới thiệu một cái nhân vật có tên là Nguyễn Xuân Tùng. Tuy nhiên có những ý kiến của ban chấp hành trung ương cho thấy Nguyễn Xuân Tùng có những cái vụ lộn xộn ở Sài Gòn gây đầy tai tiếng. Lập tức Nguyễn Văn Linh yêu cầu thư ký xem lại lý lịch của Lê Khả Phiêu, thấy rằng Lê Khả Phiêu chưa từng trải qua chức danh bí thư tỉnh ủy của tỉnh hay thành phố. Lúc đó thưa quý vị, được biết
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã quay ra ngập ngừng hỏi với ông Lê Đức Anh, ý anh sẽ giới thiệu ai? Thưa quý vị, theo Trung tướng Nguyễn Chí Trung, thư ký của Lê Khả Phiêu cho biết, bấy lâu này ta đã hiểu lầm, Lê Đức Anh đưa ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư để điều khiển, song thực chất nó không phải như vậy. Bởi vì ông Lê Đức Anh khi giữ chức Chủ tịch nước, Đại tướng Đoàn Khuê làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Lê Đức Anh làm Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng Đỗ Mười lại hẹn với Lê Đức Anh sẽ giao quyền hạn cho Lê Đức Anh. Vì cái quyền Bí thư Quân ủy Trung ương, Lê Đức Anh rất muốn để trở thành Tổng Bí thư kiêm luôn chức ấy. Thưa quý vị, đáng tiếc vào cái thời điểm tranh chấp ấy thì Lê Đức Anh đã bị tai biến mạch máu não. Thế là Lê Khả Phiêu đã được lực lượng lãnh đạo quân đội và một số cán bộ tích cực đề nghị Lê Khả Phiêu giữ chức Tổng Bí thư với mong muốn là để giữ gìn chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thưa quý vị, trong cái trường hợp Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười và Lê Đức Anh, nhiều quý vị đã biết Võ Chí Công đề nghị ba nhân vật trên nghỉ, xong ba nhân vật trên bác bỏ và cứ đòi ở lại. Xong ông Phạm Văn Đồng khi đó xin rút khỏi cái vai trò cố vấn cho Ban Chấp hành Trung ương. Kể cả Nguyễn Văn Linh và Võ Chí Công cũng xin rút. Lúc đó Lê Đức Anh nói với Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười, thôi chúng ta không ở lại Bộ Chính trị thì làm cố vấn cũng được. Thưa quý vị, lúc đó được biết Đỗ Mười tỏ ra phấn khởi, Võ Văn Kiệt thì không quan tâm. Nhưng trước áp lực của hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, cả ba nhân vật Kiệt, Mười, Anh đã phải rút lui khỏi Bộ Chính trị để trở thành cố vấn thay cho ba nhân vật Võ Chí Công, Nguyễn Văn Linh và Phạm Văn Đồng. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao tháng 12 năm 1997, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư cho Lê Khả Phiêu. Bộ Chính trị lúc đó gồm có các nhân vật cũ, đó là Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang, Lê Minh Hương, Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Văn An, Nguyễn Tấn Dũng. Những nhân vật mới được bầu bổ sung đó là Phan Văn Khải, Trần Hoàng Ngân, Lê Minh Chiết, Phan Diễn, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Đức Bình, Phạm Văn Trà và hai nhân vật phụ nữ. Và thưa quý vị, từ đầu tháng 12 năm 1997 đến đầu năm 2001, ông Lê Khả Phiêu trong cương vị Tổng Bí thư, theo đánh giá, người ta nói Lê Khả Phiêu làm được nhiều việc tiêu biểu cho ý chí đấu tranh, kiên định đường lối, dương cao ba ngọn cờ, đó là: một, kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, giữ vững định hướng sau chủ nghĩa; vấn đề thứ hai, đối ngoại giữ vững độc lập, tự chủ trong quan hệ quốc tế, mà theo Lê Khả Phiêu, hòa nhập chứ không hoàn toàn; vấn đề thứ ba liên quan tới vấn đề đối nội, chủ trương của Lê Khả Phiêu đề ra một cái cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng, tập trung khắc phục sự suy thoái ở trong đảng. Mà theo Lê Khả Phiêu, mục tiêu đấu tranh chủ yếu là chống tham nhũng trong đảng. Thưa quý vị, trong cái vấn đề này, Lê Khả Phiêu đã mạnh tay xử lý một số cán bộ cấp cao, cách chức Phó Thủ tướng đối với Ngô Xuân Lộc, cảnh cáo bãi chức kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng và hàng chục cán bộ cấp tỉnh tập trung ở các tỉnh phía Nam. Đó là cái vùng tập trung những cái nhân vật lãnh đạo có xu hướng cải cách. Thậm chí thưa quý vị, nhiều quý vị đã biết Trung tướng Nguyễn Chí Trung còn nói ra những cái điều bí mật mà sau khi ông Lê Khả Phiêu qua đời, thời đó ông Lê Khả Phiêu đã yêu cầu Nguyễn Chí Trung công khai một cái bản danh sách 40 cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở cái giai đoạn đó đã có tiền gửi nhà băng ở nước ngoài rất nhiều. Thưa quý vị, trong khi đó, Lê Khả Phiêu được đánh giá là một cái nhân vật có tác phong giản dị, tràn hòa với quần chúng, sát dân, xông pha trong bão lũ, giải quyết kịp thời những vấn đề của người dân trong lúc khó khăn. Đặc biệt Lê Khả Phiêu có một cái tinh thần nói thẳng, nói thật, biết đúng, biết sai. Đó là lý do Lê Khả Phiêu tạo ra được cho mình một cái uy tín đối với nhân dân. Trên cơ sở đó, dần dần Lê Khả Phiêu đã khôi phục lại uy tín cho Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo ra một cái mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Đảng và dân đã tin Đảng. Thưa quý vị, trong cái thời điểm đó,
cụ thể là đầu năm 2000. Theo Lê Khả Phiêu, địch cộng với một số phần tử xấu trong nước cũng như ngoài nước tung dư luận coi Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi đường lối, còn có những tin đồn cho rằng Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam phải bãi bỏ điều 4 trong hiến pháp, gác lại vấn đề chủ nghĩa xã hội, yêu cầu đổi tên đảng, sửa tên nước, sửa quốc kỳ, sửa quốc ca. Theo Trung tướng Nguyễn Trí Trung, song chúng ta không ngờ, không hề nghĩ tới việc thay đổi đường lối chính trị. Thậm chí có những cái xu hướng họ sẽ tiến hành tổ chức lật đổ. Và theo Trung tướng Nguyễn Trí Trung có những ý kiến cho rằng vấn đề lật đổ của Lê Khả Phiêu nó nằm trong âm mưu của ba anh cố vấn. Và cho đến Đại hội 9, nó bộc phát ra, lúc đó người ta mới hiểu nhận định đó là đúng. Theo Trung tướng Nguyễn Trí Trung, trong cái thời kỳ đương nhiệm trước Đại hội 9, có mấy hoạt động nổi bật của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, và cũng chính là những vấn đề hoạt động này được cho là Lê Khả Phiêu cố ý xử lý để đánh tới ba anh cố vấn. Và lập tức bị ba anh cố vấn kiệt 10 anh lên án Lê Khả Phiêu. Theo đó, việc xử lý đối với ông Ngô Xuân Lộc đã bị Đỗ Mười lên tiếng gay gắt phản đối xung quanh cái vấn đề thành lập một cái tổ chức của quân đội để điều tra vấn đề chống tham nhũng, tức là tổ chức A10. Ngoài ra, nó còn liên quan tới việc quyết định của ông Lê Khả Phiêu hoãn ký hiệp ước thương mại Việt-Mỹ, liên quan tới việc Lê Khả Phiêu bí mật thăm Trung Quốc hội đàm với Giang Trạch Dân, rồi từ Lê Khả Phiêu tự ý đi thăm ở châu Âu không báo cáo Bộ Chính trị, rồi cái tội trực tiếp đối thoại với ông Bill Clinton. Thưa quý vị, có một cái vấn đề liên quan tới cái việc chuẩn bị Đại hội 9. Một năm, ông Lê Khả Phiêu đưa ra dự thảo báo cáo chính trị thu thập ý kiến tham gia của mọi tầng lớp quần chúng. Theo Trung tướng Nguyễn Trí Trung, lúc đó ông Lê Khả Phiêu đi xuống cơ sở dự đại hội đảng bộ đến tận tầng chi bộ. Điều đó nó tạo ra một cái dân không khí dân chủ, tin tưởng và phấn khởi trong đảng cũng như ngoài xã hội. Song theo Trung tướng Nguyễn Trí Trung, thời điểm đó cũng chính là thời điểm ba anh cố vấn kiệt 10 anh, họ đang bàn mưu tính kế, chuẩn bị đảo chính lật đổ ông Lê Khả Phiêu trước khi khai mạc Đại hội 9. Theo Trung tướng Lê Trí Trung, ba người này, họ đã lập một cái kế hoạch tạo chứng cứ giả, tập trung mũi nhọn nhằm lật đổ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Rất tiếc, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hoàn toàn không có biết âm mưu đó. Nhưng ba anh cố vấn kiệt 10 anh vẫn mớm cho một cái nhân vật có tên là Hữu Thọ, trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương, tung ra một cái dư luận trước cuộc họp báo tại Sài Gòn. Theo phát biểu của nhà báo Hữu Thọ, nhiệm kỳ đại hội đảng tới, Lê Khả Phiêu nên nghỉ. Hữu Thọ phát biểu công khai với báo giới, và theo Trung tướng Nguyễn Trí Trung, đó là một cái phát biểu vô nguyên tắc, bởi vì chưa đại hội, Bộ Chính trị và Trung ương chưa hề có ý kiến gì về mặt nhân sự. Tại sao ông Hữu Thọ trong tư cách trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương lại đi đầu tiên phòng đưa ra những cái tin đồn đoán như vậy? Thưa quý vị, lúc đó ông Lê Khả Phiêu trong cương vị Tổng Bí thư thực sự bắt đầu lo. Trong khi đó thì ba anh cố vấn kiệt 10 anh vẫn tiếp tục ráo riết chuẩn bị vùi dập vu khống để lật đổ Lê Khả Phiêu cho bằng được. Không những thế, ba nhân vật này còn cho các cái đàn em vu khống đả kích thực hiện mưu đồ do chính trong đảng trước Đại hội 9 khai mạc diễn ra các cái vấn đề cụ thể. Theo Trung tướng Nguyễn Trí Trung, đó là sáng ngày 10 tháng 10 năm 2020, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã mời ba cố vấn kiệt 10 anh họp để thăm dò chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 9. Khi đó, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nêu ra ý kiến đề nghị một số nhân vật viên Bộ Chính trị nên rút, đó là Nguyễn Đức Bình, Phạm Văn Trà, Nguyễn Mạnh Cầm, Đào Duy Tùng, Phan Thế Duyệt, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Xuân Giá. Thậm chí Lê Khả Phiêu không ngần ngại nói chúng ta nên bãi bỏ chế độ cố vấn. Thưa quý vị, trong lúc đó Lê Đức Anh quay sang bắt tay Trần Đức Lương nói lần này có lẽ anh Lương sẽ giữ chức Tổng Bí thư. Và câu nói của Lê Đức Anh đã khiến cho Trần Đức Lương hí hửng mừng thầm. Và thưa quý vị, đến phiên họp buổi chiều,
ngày 10 tháng 10, ban cố vấn lại ra đòn mới để tấn công Lê Khả Phiêu. Theo đó, ban cố vấn đề nghị cần phải trẻ hóa ban chấp hành trung ương cũng như bộ chính trị, cần có số đông là những người 50 tuổi. Như vậy trong bộ chính trị chỉ còn một, trung ương còn 60 người. Nhưng bà cố vấn cảm thấy khó thực hiện, khó nhận được cái sự ủng hộ. Thưa quý vị, tại Đại hội Đảng ủy Quân sự Trung ương vào ngày 11 tháng 1 năm 2001, bà cố vấn tiếp tục tấn công Lê Khả Phiêu đợt thứ hai. Trong Đại hội Đảng toàn quân, Lê Đức Anh đột ngột buộc Lê Khả Phiêu cáo buộc cho 10 tội. Tội thứ nhất, bán đất bán biển cho Trung Quốc. Vấn đề thứ hai là bí mật sang Trung Quốc thảo luận với Giang Trạch Dân, làm lộ bí mật ý đồ chiến lược của Việt Nam. Vấn đề thứ ba là Lê Khả Phiêu trong việc lãnh đạo đã độc đoán, thiếu dân chủ. Vấn đề thứ tư là cái vấn đề Lê Khả Phiêu thành lập một cái nhóm của quân đội để thanh tra kiểm soát các cái vấn đề chống tham nhũng với cái âm mưu phá đảng. Vấn đề thứ năm, Lê Khả Phiêu đã ra lệnh hoãn ký Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ. Rồi trong cái buổi gặp đối với ông Clinton thì có những cái phát biểu thiếu tôn trọng. Ngoài ra, bà cố vấn còn lên án Lê Khả Phiêu về cái việc thanh hóa ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, lôi kéo hàng loạt những cái nhân vật người thanh hóa đưa ra những chức vụ chủ chốt ở Trung ương. Đặc biệt, tướng Lê Đức Anh đã nói với Phạm Thanh Ngân là một đảng viên vô nguyên tắc trong việc thành lập A10. Đó là một tổ chức của quân đội chuyên theo dõi nội bộ của đảng liên quan tới việc ông Lê Khả Phiêu ký các cái hiệp định mà đã làm mất chủ quyền của Việt Nam trên bộ cũng như trên biển. Phát biểu của Lê Đức Anh lúc đó đã khiến cho những người có mặt ở trong hội nghị đó hết sức ngạc nhiên. Được biết khi đó ông Lê Khả Phiêu và ông Phạm Thanh Ngân có thanh minh. Thưa quý vị, kết quả bao cố vấn không kết tội được Lê Khả Phiêu, xong lại đưa ra một ý kiến nói đề nghị đồng chí Lê Khả Phiêu phải từ chức ngài để giao cho người khác. Thưa quý vị, lúc đó được biết Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hết sức bất ngờ, thậm chí đột ngột, nên đã thanh minh vài điểm xung quanh cái vụ lực lượng quân đội tổ chức cái nhóm A10 để theo dõi các lãnh đạo cao cấp. Thanh minh đi, thanh minh lại, cuối cùng Lê Khả Phiêu bực mình nói: nếu các anh không tín nhiệm tôi thì thôi, tôi không làm. Tuy nhiên, các đại biểu Đại hội Đảng bộ quân đội lúc đó đề nghị Lê Khả Phiêu không rút, và đó là lý do Lê Khả Phiêu tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. Tuy nhiên, thưa quý vị, sau khi ba anh cố vấn không kết tội được, chưa đánh bại được ý chí của Lê Khả Phiêu, thì ba anh này phân công nhau đi vận động sự tìm kiếm ủng hộ của các ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt các tướng lĩnh cao cấp về hưu, với khí độ lật đổ bằng được Lê Khả Phiêu. Theo Trung tướng Nguyễn Chí Trung, ngày 13 tháng 1 năm 2001, ông Đỗ Mười lúc đó đã gọi điện cho Nguyễn Đức Cầm, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương cũ, đang công tác tại Hải Phòng. Đỗ Mười nói Nguyễn Đức Cầm muốn gặp Tâm để thông báo một số tình hình, nhưng Nguyễn Đức Tâm thừa biết Đỗ Mười sẽ trao đổi điều gì và từ chối không gặp. Phải đến ngày 6 tháng 2 năm 2001, lúc đó Đỗ Mười mới gặp được ông Nguyễn Đức Tâm. Tuy nhiên, Lê Đức Anh đã mau mắn báo cho Lê Đức Tâm toàn bộ nội dung. Khi đó, Đỗ Mười hỏi Nguyễn Đức Tâm: anh có ý kiến ra sao về những điều mà anh Lê Đức Anh đã thông báo cho anh? Thưa quý vị, được biết ông Lê Đức Anh đã đưa cho Nguyễn Đức Tâm một cái bản phân tích các cái lỗi lầm của Lê Khả Phiêu dài 7-8 trang. Trong đó có cái vấn đề Lê Khả Phiêu quan hệ trai gái với một phụ nữ, rồi sử dụng những cái nhân viên đi châu Âu mà người ta nói là có liên quan tới tình báo CIA. Ngoài ra, thưa quý vị, ông Đỗ Mười còn trao cho Nguyễn Đức Tâm một bức hình nói là ảnh chụp được của Lê Khả Phiêu ở nước ngoài. Và thưa quý vị, cho đến nay thì cái bức hình đó rất nhiều người biết, đó là một cái bức hình được Photoshop, người ta đưa ảnh một cái phụ nữ chụp chung với Lê Khả Phiêu trong chuyến đi thăm châu Âu. Chưa hết, thưa quý vị, Đỗ Mười còn vận động Nguyễn Đức Tâm đòi thay đổi 50% ủy viên Bộ Chính trị
nhất là ba người chủ chốt, trong đó có các nhân vật Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, và điều nung nước mạnh sang công tác khác. Thưa quý vị, có nghĩa là lúc đó Bào cố vấn bằng mọi cách đánh đổ Lê Khả Phiêu. Thậm chí những nhân vật được cho là ủng hộ Lê Khả Phiêu trong bộ chính trị cũng cần phải loại trừ. Thưa quý vị, đến hội nghị trung ương lần thứ 11 của đại hội khóa 8 chuẩn bị đại hội khóa 9 thì Lê Đức Anh đã đưa ra một cái bản luận tội Lê Khả Phiêu 10 điểm. Buộc hội nghị phải tập trung thảo luận để phê phán Lê Khả Phiêu về cái vấn đề thành lập một cái tổ theo dõi các lãnh đạo cao cấp của đảng. Theo Lê Đức Anh, đó là cái hành động lộng quyền, vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng với ý định lật đổ trung ương, bộ chính trị gây nghi ngờ trong nội bộ. Thậm chí Lê Đức Anh tiếp tục yêu cầu Lê Khả Phiêu phải từ chức ngay lập tức trước khi khai mạc đại hội 9. Nói về cái tổ chức A10 của quân đội, theo Trung tướng Nguyễn Chí Trung, trước năm 1995, Lê Đức Anh nắm Hội đồng An ninh đã quyết định nâng Tổng cục 2 lên thành Tổng cục Tình báo, giao cho nó những cái quyền hạn vượt chức năng, thành cơ quan tình báo chiến lược quốc gia. Cơ quan Tổng cục 2 khi đó dưới sự lãnh đạo của Lê Đức Anh lại làm cả nhiệm vụ của cơ quan an ninh phản gián, và cái đề nghị đó của Lê Đức Anh được Võ Văn Kiệt ra quyết định số 96, sau đó Nông Đức Mạnh ra một cái pháp lệnh thành lập cơ quan phối kiểm tin bao gồm lực lượng công an, tình báo quân đội, cục bảo vệ chính trị nội bộ. Thưa quý vị, liên quan tới Tổng cục 2 và cái nhân vật có tên là Nguyễn Chí Vịnh thì quý vị đã biết lập là các chuyên án giả mạo để vu khống các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, như cái vụ Năm Châu Sáu Xứ vân vân và vân vân. Những cái điều này chúng tôi đã có những cái bài nói chuyện, quý vị có thể tìm lại trong cái phần thâm cùng bí sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và những cái tội lỗi của Tổng cục 2 được biết qua đấu tranh thẳng thắn, có một số ý kiến bảo vệ Lê Khả Phiêu cho rằng Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ sơ hở về mặt hành chính, hoàn toàn không sai phạm các nguyên tắc cũng như quy định của Đảng. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao Lê Đức Anh không đánh đổ được Lê Khả Phiêu về cái vụ A10 như vừa kể. Chưa hết, đến ngày 6 tháng 2 năm 2001, Lê Đức Anh lại giở một cái thủ đoạn đều cáng đổ cho Phan Thanh Ngân, đã tổ chức cho cán bộ theo dõi các cán bộ cao cấp trong Đảng. Theo Phan Thanh Ngân, Thanh Minh cho rằng không có chỉ thị văn bản nào giao nhiệm vụ đó. Trong lúc đó, bà Phan Thị Mỹ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã tiến hành kiểm soát toàn bộ giấy tờ hồ sơ, cũng như các cái quyết định thành lập, cũng như những sổ sách theo dõi hoạt động của nhóm A10. Theo chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương lúc đó, thấy rằng không có những cái dấu hiệu như ông Lê Đức Anh đưa ra. Đó là lý do Lê Đức Anh đã đuối lý quay sang dùng thủ đoạn gán cho Lê Khả Phiêu. Và thưa quý vị, một mặt Trần Đức Lương nghe tin theo cái lời hứa hẹn của Lê Đức Anh là tôi sẽ đưa anh Lương lên giữ chức Tổng Bí thư. Đó là lý do tại sao Trần Đức Lương đã trực tiếp chất vấn các cái lãnh đạo của Cục Bảo vệ An ninh Nội bộ, truy hỏi anh Lê Khả Phiêu và anh Phan Thanh Ngân có rủ anh đến hay không. Thậm chí Trần Đức Lương còn đe dọa nếu anh không nói ra tôi sẽ kỷ luật anh. Thưa quý vị, chưa hết, sau hội nghị trung ương 11A, Lê Đức Anh đã phái Nguyễn Bắc Son, lúc đó là thư ký riêng, lần lượt đến nhà các cán bộ cao cấp lão thành, đó là những nhân vật ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số tướng lĩnh quân đội cao cấp đã về hưu, đó là các tướng Chu Minh Mẫn, Trần Văn Quang, Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Quyết, Tố Hữu, Đồng Sĩ Nguyên, đến gặp Nguyễn Đức Tâm, cựu chủ nhiệm Ủy ban Tổ chức Trung ương. Nguyễn Bắc Son đã nêu tội của Lê Khả Phiêu về cái vụ A10. Tuy nhiên, thưa quý vị, cái sự vận động của Nguyễn Bắc Son đã bị hầu hết các cái tướng lĩnh cũng như các cán bộ lão thành bác bỏ. Họ không nhận đơn. Và lập tức, thưa quý vị, có một cái làn sóng phản đối bao cố vấn Kiệt Mười Anh đang dùng mọi thủ đoạn để lật đổ ông Lê Khả Phiêu. Trong các cán bộ lão thành cao cấp, nhiều nơi đã có các cái kiến nghị dồn dập gửi về Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, thể hiện tinh thần đoàn kết để bảo vệ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
đồng thời lên án bao cố vấn, đặc biệt là cố vấn Lê Đức Anh. Thậm chí còn có những ý kiến đòi hỏi phải xử lý kỷ luật đối với ông Lê Đức Anh. Thưa quý vị, chưa dừng lại ở đó, được biết ông Lê Đức Anh tấn công ông Lê Khả Phiêu lần thứ tư. Theo ông Lê Đức Anh tố cáo, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã bí mật đi thăm Trung Quốc để trao đổi với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân mà không báo cáo Bộ Chính trị, không cho Nguyễn Mạnh Cầm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng dự họp. Đó là biểu hiện sự thâm thù. Thưa quý vị, có một chi tiết mà chúng tôi được biết, đó là trong cái việc tiếp kiến với Giang Trạch Dân, buổi làm việc đó có Lê Khả Phiêu, Nguyễn Mạnh Cầm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hàng loạt các cái cán bộ của Việt Nam. Tuy nhiên Lê Khả Phiêu lại vào một cái phòng riêng để trao đổi với Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân mà hoàn toàn không mời ông Nguyễn Mạnh Cầm, một người tại cái thời điểm đó với tư cách là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Và thưa quý vị, theo Lê Đức Anh, sự thật của vụ việc này là xuất phát từ yêu cầu của phía Trung Quốc, Giang Trạch Dân đã mời Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thăm dò Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì được biết Tổng Bí thư Giang Trạch Dân chỉ gặp riêng đối với Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Và theo họ, đoàn sang thăm Trung Quốc chỉ có danh sách 4 người, bao gồm Tổng Bí thư, Thư ký Tổng Bí thư, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương. Lúc đó Bộ Chính trị họp và thấy rằng cũng nhân dịp này để thăm dò thái độ Trung Quốc đối với Hoa Kỳ, đối với chủ nghĩa xã hội. Song yêu cầu đây là vấn đề Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức nhưng phải báo cáo đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đó là lý do thưa quý vị Nguyễn Mạnh Cầm cũng tham gia cái đoàn đó. Nhưng khi bước vào phòng họp thì bị phía Trung Quốc ngăn lại, họ nói trong danh sách không có tên Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm. Và thưa quý vị, trong cái cuộc họp đó, được biết ông Lê Khả Phiêu đã thỏa hiệp với Giang Trạch Dân trong việc chữa lại các cái cột mốc biên giới do Trung Quốc yêu cầu. Theo Trung Quốc giải thích, trước kia công nhân Trung Quốc đã đưa các cái cột mốc nhưng không tới đỉnh núi, họ đành bỏ lại giữa chừng và bây giờ đưa cột mốc lên đỉnh núi mà thôi. Và thưa quý vị, đó là những cái hình ảnh những cột mốc trong hiệp định biên giới Pháp Thanh đã bị Trung Quốc lùi sâu vào trong đất Việt Nam. Theo ông Lê Khả Phiêu, trong quan hệ với Trung Quốc là một cái vấn đề hết sức tế nhị, bởi vì ta ở cạnh một nước to, ta không thể làm căng với Trung Quốc vì họ sát đánh ta. Khi Lê Đức Anh phê phán Lê Khả Phiêu tại sao không cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham dự họp, thì Lê Khả Phiêu giải thích tất cả kế hoạch đàm phán là anh Nguyễn Mạnh Cầm thông qua, không dự bởi không đúng thành phần do phía Trung Quốc quy định. Khi đó Lê Đức Anh quay sang nói, tại sao anh đi không báo cáo Bộ Chính trị? Lê Khả Phiêu nói, tôi có báo cáo, anh có thể hỏi anh Phan Văn Khải làm chứng. Phan Văn Khải đáp lời, lúc đó đồng chí Lê Khả Phiêu có báo cáo Bộ Chính trị. Thậm chí Lê Khả Phiêu còn đem văn bản ngày mùng 4 có báo cáo với Bộ Chính trị, có ông Lê Đức Anh tham dự cuộc họp, rồi phải đến ngày 28 cùng tháng mới đi sang Trung Quốc. Lúc đó Nguyễn Mạnh Cầm ngồi đó chỉ ậm ừ. Được đà Lê Khả Phiêu đã chứng minh khi đi Trung Quốc gặp Giang Trạch Dân về, có báo cáo giờ văn bản ngày 1 tháng 5, thì cho thấy Phiêu, tức Lê Khả Phiêu báo cáo trong phiên họp của Bộ Chính trị và tập văn bản có ghi Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ thị cho đồng chí Trần Đình Hoan triển khai. Trần Đình Hoan khi đó là Bộ trưởng Bộ Lao động ngồi đó chỉ ậm ừ. Thưa quý vị, và Lê Đức Anh lại đối lý quay sang phê bình Lê Khả Phiêu tại sao trong vấn đề tranh chấp của Trung Quốc trên biển lại các anh không lôi các quốc gia Đông Nam Á vào. Theo Lê Khả Phiêu giải thích cho Lê Đức Anh, khu tư chính Tây Trường Sa nó thuộc chủ quyền của Việt Nam, chúng ta chỉ tranh chấp với Trung Quốc, nó không dính dáng gì đến các quốc gia ASEAN. Và nếu chúng ta thực hiện đa phương đưa ASEAN vào cuộc thì chúng ta sẽ mất chủ quyền, bởi vì hai khu vực ấy các nước kia người ta cũng đòi tranh chấp. Theo Lê Khả Phiêu, vấn đề đó chỉ nên tiến hành thảo luận song phương với Trung Quốc, không cần đa phương, bởi vì nguyên tắc đa phương có song phương.
Lúc đó Lê Đức Anh cũng không hiểu vấn đề. Lê Đức Anh tiếp tục quay sang chỉ trích kết tội Lê Khả Phiêu làm lộ bí mật quốc gia. Tại sao lại đưa các cái tin cho rằng Việt Nam xác định Hoa Kỳ là đối tượng chiến lược, tức là kẻ thù? Thưa quý vị, theo các cái nguồn tin, Trung tướng Nguyễn Chí Trung cho biết trong chuyến thăm Cuba, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã gặp ông Fidel Castro và hai bên đã thống nhất thế nào cũng phải giữ Trung Quốc lại, đừng để cho Trung Quốc vượt đà. Fidel nói với Lê Khả Phiêu, giang chặt dần thì được, còn Chu Trung Cơ thì vẫn chưa rõ lắm, cần phải tiếp tục theo dõi xem sao. Theo đó, Chu Trung Cơ khi sang thăm Việt Nam, ngồi trên máy bay đã bộc lộ với đại biểu Việt Nam rằng năm 1997, Việt Nam đã sai lầm, và khi đó Trung Quốc muốn thỏa hiệp với Mỹ, nên nhân chuyến đi này xem Trung Quốc xác định đối tượng chiến lược của họ là sao. Và được ý kiến của Giang Trạch Dân lúc đó cho biết, người Mỹ chìa tay ra thì Trung Quốc cũng chìa tay ra, song chúng ta phải cảnh giác, phải nắm chắc lực lượng vũ trang. Được biết trong cái cuộc gặp giữa Giang Trạch Dân và Lê Khả Phiêu, Giang Trạch Dân khuyên Lê Khả Phiêu phải coi Mỹ là đối tượng chiến lược của Trung Quốc, nó không phải là đối tác. Lúc đó được biết Lê Khả Phiêu đã khoe với Giang Trạch Dân, ban lãnh đạo Việt Nam chúng tôi vẫn coi Mỹ là kẻ thù của Việt Nam, chứ không phải cố ý làm bí mật quốc gia. Thưa quý vị, Lê Đức Anh tổ chức một cái cuộc tấn công thứ 5 đối với Lê Khả Phiêu. Theo đó, Lê Đức Anh cũng như Đỗ Mười đã bắt tay nhau tố Lê Khả Phiêu quan hệ với trai gái, kể cả có quan hệ với tình báo Hoa Kỳ khi đi công tác ở châu Âu. Đó là một cái nhân vật có tên là Đặng Thị Hà. Đỗ Mười cũng như Lê Đức Anh đã cho tay chân photoshop một cái bức ảnh, đã ghép một cái bức ảnh ông Lê Khả Phiêu chụp chung với người phụ nữ có tên là Đặng Thị Hà. Trong đó có một bức hình một người phụ nữ khác mà Lê Khả Phiêu ngồi cạnh ở Pháp để làm chứng. Thưa quý vị, qua điều tra thì mới rõ là rằng Đặng Thị Hà là con gái của tướng Đặng Kinh ở Hải Phòng. Trong thời gian chiến tranh, tướng Đặng Kinh là thủ trưởng trực tiếp của Lê Khả Phiêu, và đó là lý do Lê Khả Phiêu có những mối quan hệ thân thiết với gia đình tướng Đặng Kinh. Và người ta nói có những cái biểu hiện cho thấy Lê Khả Phiêu có những cái quan hệ bất bình thường đối với con gái của tướng Đặng Kinh. Tuy nhiên, Lê Khả Phiêu không thừa nhận. Khi mà người ta kiểm điểm Lê Khả Phiêu thì Lê Khả Phiêu thú nhận có nhưng đã cắt quan hệ. Thưa quý vị, không dừng lại ở cái chỗ đó mà Lê Đức Anh và Đỗ Mười còn mang cái bức hình photoshop đó để đưa cho vợ của ông Lê Khả Phiêu xem, rồi đưa ra trong cuộc họp Bộ Chính trị. Theo đó, Đỗ Mười đã cầm những cái hình ảnh này vứt lên Nhật Bản họp Bộ Chính trị và nói, đó, anh các chị xem đi. Thưa quý vị, tuy nhiên, nó cũng ích chết tại miệng mà cái bà Đặng Thị Hà này thì hay đi khoe khoang là có mối quan hệ với Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, thậm chí còn ngầm ý cho rằng có những quan hệ tình cảm. Thưa quý vị, tuy nhiên, qua kiểm tra thì Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ xác định Đặng Thị Hà có quan hệ tình cảm với Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nhưng không phải là gián điệp. Thưa quý vị, có một cái bức hình mà Lê Đức Anh và Đỗ Mười cho tay chân đã bồi đèn mặt những người xung quanh, chỉ lộ hình của Lê Khả Phiêu và một cô gái có tên là Dung. Rồi người ta đưa cái bức hình đó ra cuộc họp Bộ Chính trị để chứng minh rằng Lê Khả Phiêu ra nước ngoài có cái quan hệ lén lút với một phụ nữ mà họ cho là gián điệp. Thưa quý vị, lúc đó Nguyễn Mạnh Cầm không nén được nữa đã bật dậy đứng lên phản bác. Trong bức ảnh đó, hôm đó có tôi đứng sau lưng anh Lê Khả Phiêu, tại sao các anh lại xóa mặt tôi đi? Thưa quý vị, vậy mà Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt chưa dừng lại. Đó là người ta mang những cái phát biểu của ông Lê Khả Phiêu trong cương vị Tổng Bí Thư trong cái buổi tiếp đón đối với Tổng thống Hoa Kỳ ông Bill Clinton, với những cái phát biểu mang tính lạc quan công kích Hoa Kỳ là kẻ thù. Đó là lý do tại sao Võ Văn Kiệt khi đó đã nói thẳng với Lê Khả Phiêu, anh phát biểu như vậy khi công lao của chúng tôi đặt vấn đề bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, để người ta bỏ cấm vận, trở lại quan hệ bình thường để Mỹ có thể đầu tư vào Việt Nam. Anh phát biểu như thế thì công cốc rồi đầy chính phủ Mỹ, người ta sẽ có những cái mặc cảm với mình. Đó là những cái vấn đề họ sẽ hạn chế đầu tư,
cho vay, ảnh hưởng tới công cuộc phát triển kinh tế. Thưa quý vị, trong lúc đó Đỗ Mười và Trần Xuân Giá là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư lại vào hùa phê phán Lê Khả Phiêu. Ở đây người ta phê phán Lê Khả Phiêu cố tình gây cản trở sự đầu tư của nước Mỹ vào Việt Nam. Theo đó, về cái vấn đề ký Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, ban đầu một cái bản dự thảo về phía Hoa Kỳ đưa ra hoàn toàn bằng tiếng Anh. Được biết, ông Nguyễn Tân Dũng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lúc đó ở lại Mỹ để tiếp tục đàm phán. Thời điểm đó, Kiều Nguyễn Tân Dũng ở cương vị Phó Thủ tướng. Hai bên đàm phán, xong ký tắt rồi mang về báo cáo Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Sau đó Lê Khả Phiêu đã đưa các cái văn kiện nhờ các cái trí thức tham khảo và hỏi ý kiến. Trong đó, theo các chuyên gia cho biết có những cái điều khoản hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam. Lê Khả Phiêu đã báo cáo với Bộ Chính trị và đa số ủy viên Bộ Chính trị đồng ý hoãn chưa ký. Tuy nhiên Lê Đức Anh vẫn cay cú thúc ép Lê Khả Phiêu bảo Lê Khả Phiêu phải ký. Lê Khả Phiêu trả lời Lê Đức Anh: chúng tôi còn chờ ý kiến của Bộ Chính trị. Lê Khả Phiêu nói: không cần Bộ Chính trị cũng được, anh phải ký. Được biết Lê Khả Phiêu bực mình và nói lại Lê Đức Anh: anh nói như vậy là vô nguyên tắc. Trong khi đó, tại cuộc họp Bộ Chính trị chỉ có duy nhất hai nhân vật là Nguyễn Tân Dũng, Phó Thủ tướng, và Nguyễn Mạnh Cầm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị cần ký sớm. Ông Phan Diễn, lúc đó là Thường trực Ban Bí thư, thì ngập ngừng. Lê Khả Phiêu hỏi Phan Diễn: anh đồng ý ký hay không? Phan Diễn nhìn ra xung quanh, thấy Lê Đức Anh thì nói: thế thì tôi ký. Thưa quý vị, vậy mà trong cái cuộc họp của Bộ Chính trị thừa nhận việc Việt Nam hoãn ký Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ cũng như có những cái ứng xử chưa phù hợp với Tổng thống Hoa Kỳ Clinton làm cái điều không có gì quan trọng. Được biết khi đó các cố vấn Ban Chấp hành Trung ương La Kiệt, Mười Anh phê phán Lê Khả Phiêu thì tất cả các ủy viên Bộ Chính trị ngồi đó làm thinh. Theo Lê Đức Anh, điều này là bằng chứng cho thấy Bộ Chính trị đã bị Lê Khả Phiêu thao túng. Theo Trung tướng Nguyễn Chí Trung, chưa hết, họ còn tiếp tục phê phán và tấn công Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Lần thứ bảy, lần này họ tập trung sang vấn đề hỏi Lê Khả Phiêu tại sao sử dụng Trung tướng Nguyễn Chí Trung làm thư ký liền. Theo họ, Trung tướng Nguyễn Chí Trung là một người không rõ lý lịch, nào là thành phần tầng lớp trên gia đình có quan hệ chính trị xấu. Nhưng điều đó theo tướng Nguyễn Chí Trung không phải như vậy. Đến khi trưởng ban kiểm tra Trung ương đã phát biểu tổng hợp và kết luận ba vụ đều là những sự vu khống, không có căn cứ để kết luận, thì lập tức Lê Đức Anh tố cáo chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bà Phan Thị Mỹ đã ăn hối lộ cùng với Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương. Khi đó, Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương vặn lại: anh nói điều đó có chắc không? Lê Đức Anh nói chắc, rồi giả vờ lấy cuốn sổ tay ra lật lật để tìm những cái bằng chứng. Lê Minh Hương quay ra nói với Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: anh cho người đi xác minh luôn, xem có cái chuyện anh Lê Đức Anh nói hay không. Khi đó Lê Đức Anh chối, nói rằng: tôi đâu có tố cáo chuyện ấy. Ông Lê Minh Hương bảo Lê Đức Anh: anh đã nói mà anh không dám nhận, chính anh báo với tôi cơ mà. Chưa hết, Lê Khả Phiêu còn mang những cái, thưa quý vị, chưa hết, theo Trung tướng Nguyễn Chí Trung, Lê Đức Anh còn mang những cái việc mà thời Lê Khả Phiêu hoạt động ở Campuchia liên quan tới những vụ tình báo xuyên Việt. Theo Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu đã phạm những cái sai lầm liên quan tới vấn đề địa phương chủ nghĩa. Và cuối cùng, thưa quý vị, hai cuộc họp của Bộ Chính trị 11A và 11B không có cơ sở lý do gì để kết tội hay thi hành kỷ luật với ông Lê Khả Phiêu. Theo Trung tướng Nguyễn Chí Trung, ông Lê Đức Anh đưa toàn các cái phần tử xấu vào cương vị trọng yếu trong tổ chức đảng và nhà nước, vậy mà còn ép đưa một số ủy viên trung ương kém về tiêu chuẩn đạo đức cũng như trình độ chuyên môn. Ví dụ như ông Lê Đức Anh đòi tướng kiêm tư lệnh quân khu 7 ra Bắc để thay cho ông ra thay cho tướng Trà, nhưng Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu không đồng ý. Lê Đức Anh giữ tướng Trà lại Bộ Quốc phòng. Theo Trung tướng Nguyễn Chí Trung,
Lê Đức Anh không từ một cái ngõ ngách nào tìm mọi cách để vu khống, đổ vấy lỗi cho đồng chí Lê Khả Phiêu. Nhưng mà ít ai biết rằng Lê Khả Phiêu sau này mới phát hiện ra Lê Đức Anh có con trai là Lê Mạnh Hà đã được nhận một cái suất học bổng ở Hoa Kỳ. Vẫn theo tướng Nguyễn Chí Trung có hỏi còn ông Đỗ Mười có một ông bạn thân, hỏi Đỗ Mười tại sao cái làm việc đó vu khống với mục đích để lật đổ ông Lê Khả Phiêu. Đỗ Mười nói thằng Phiêu nó lật tôi thì tôi phải lật nó. Rồi Đỗ Mười lại trách bấy lâu nay vợ chồng Phan Văn Khải đến thăm tôi, chứ Lê Khả Phiêu nó có đến thăm tôi bao giờ đâu. Theo đó khi Lê Khả Phiêu xử lý với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ngô Xuân Lộc thì Đỗ Mười phản đối, bởi vì Ngô Xuân Lộc có những cái tình cảm với Đỗ Mười bởi Đỗ Mười trước kia là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, là người cất nhắc Ngô Xuân Lộc lên. Kể cả trường hợp Phan Thế Duyệt cũng vậy, là do Đỗ Mười đưa vào Bộ Chính trị. Sau khi thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thì được Đỗ Mười giữ lại giữ chức vụ Thường trực Bộ Chính trị. Thưa quý vị, có một cái vấn đề liên quan tới hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 12. Tại đây người ta tiến hành khá bệ ông Lê Khả Phiêu thành công. Được biết khai mạc hội nghị này gồm có 165 ủy viên trung ương. Khi đó theo tướng Nguyễn Chí Trung, mọi người hy vọng rằng có sự tham gia của các cái đoàn đại biểu địa phương thì chắc chắn anh Phiêu, tức Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, có khả năng tái cử cao. Trong hội nghị Trung ương 12, khi Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chưa tuyên bố rút lui, thì Trần Xuân Giá, Bộ trưởng Bộ Cấu hỏi Đầu tư, đã nổ phát súng đầu tiên phê phán Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong mọi cái vấn đề mà trước đây ông Lê Đức Anh đã cáo giác và không có bằng chứng. Tiếp đó một ủy viên trung ương có tên là Mai Thúc Lân đã lên gần xỉ phạ ông Lê Khả Phiêu, nói ông Lê Khả Phiêu là trong các hội nghị trung ương trước anh đã hứa rút lui, tại sao bây giờ anh lại không rút lui để có tên trong danh sách như vậy. Được biết trước hội nghị Trung ương 12, tướng Lê Đức Anh đã mời ông Mai Thúc Lân đến ăn cơm ở nhà riêng. Rồi Lê Đức Anh nói với Mai Thúc Lân, lần này anh sẽ vào Bộ Chính trị và làm Chủ tịch Quốc hội. Đó là lý do Mai Thúc Lân quay ra ủng hộ Lê Đức Anh chống lại Lê Khả Phiêu. Thưa quý vị, tại cái hội nghị Trung ương 12 được biết, khi vào chương trình ứng cử của Bộ Chính trị, trong số 165 đoàn đại biểu thì có 155 đoàn giới thiệu Lê Khả Phiêu, xong lấy phiếu thăm dò cá nhân. Sự thật làm sao theo tướng Nguyễn Chí Trung không hiểu, bởi vì người kiểm trưởng ban kiểm phiếu là ông Phạm Thế Duyệt thì họ công bố chỉ có 155 đại biểu trên tổng số 1.000 đại biểu giới thiệu Lê Khả Phiêu mà thôi. Như vậy đạt mỗi tỷ lệ quá thấp. Đến khi đó, theo tướng Nguyễn Chí Trung, ông Lê Khả Phiêu mới giật mình và nhận ra nếu bản thân mình bầu cử chúng vào Ban Chấp hành Trung ương với cái tỷ lệ thấp như vừa kể thì khả năng lọt vào Ban Bí thư Bộ Chính trị rất là khó. Và nếu chúng khó thì ông Lê Khả Phiêu nên rút ra cho an toàn. Lê Khả Phiêu đã nói với ông Phan Văn Khải chủ trì cái hội nghị đó rằng tôi xin rút ra khỏi danh sách đề cử. Thưa quý vị, tiếp đó là cái giai đoạn người ta bầu Tổng Bí thư theo danh sách dự kiến đưa ra gồm hai nhân vật là Trần Đức Lương và Nông Đức Mạnh. Được biết khi đó ông Nguyễn Minh Chiết phản đối ông Trần Đức Lương. Ông Nguyễn Minh Chiết nói lớn ở hội nghị, ở miền Nam miền Trung không ai tín nhiệm anh Lương đâu. Thậm chí trước đó dư luận Ban Chấp hành Trung ương có những cái tin vợ chồng ông Trần Đức Lương sửa nhà to, không hiểu lấy tiền đâu ra. Và cuối cùng thưa quý vị, theo tướng Nguyễn Chí Trung, cuối cùng duy nhất chỉ có ông Nông Đức Mạnh. Mặc dù Nông Đức Mạnh được biết từ đầu chí cuối luôn luôn từ chối vì cho rằng trình độ năng lực không đảm bảo. Kể cả việc ông Nông Đức Mạnh đã tham khảo ý kiến một số lãnh đạo lão thành trung kiên thì đều được nhận lời khuyên nếu tình huống xấu quá, bây giờ chỉ duy nhất một ứng cử viên thì anh phải nhận. Và đó là lý do tại sao Nông Đức Mạnh nhận lời đề cử vào cương vị Tổng Bí thư. Thưa quý vị, theo Trung tướng Nguyễn Chí Trung, thế là mưu đồ đảo chính Lê Khả Phiêu đã thành công. Và bàn cố vấn, đồng thời ghế cố vấn
của các vị cũng bị xóa bỏ. Bốn người Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh đã bị quần chúng cũng như các lãnh đạo quân đội phê phán. Duy có Lê Đức Anh thì nói cô làm như vậy là để đảm bảo cho đảng trong sạch. Theo Trung tướng Nguyễn Chí Trung, cho đến đây chúng ta có thể tạm kết luận đó là rõ ràng Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đều bị Ban Cố vấn khống chế và thao túng, là do các cố vấn đã quá lộng quyền, vô nguyên tắc và tư lợi cá nhân. Bởi vì nhiều vấn đề Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã bị phù phóng, vu khống vu khống một cách vô nguyên tắc như vậy. Nhiều thành viên Bộ Chính trị biết thấy là bị oan nhưng không dám đứng ra lên tiếng hay bảo vệ bình vực. Và thưa quý vị, một cái vấn đề quan trọng mà cuối cùng người ta mới ngã ngửa ra, đó là nó xuất phát từ nguyên nhân sâu xa. Đó là cái vấn đề đấu tranh giữa hai quan điểm và hai đường lối. Trong lúc Bố Mười thỏa hiệp với Võ Văn Kiệt ngay từ đầu, còn Lê Đức Anh theo tướng Nguyễn Chí Trung lộng quyền muốn thống lĩnh quân đội, biết quân đội quý đồ riêng của mình, xích lại gần Mỹ. Bởi vì lịch sử chính trị của Lê Đức Anh có nhiều điều mờ ám, thậm chí người ta cáo buộc Lê Đức Anh không phải là đảng viên. Đặc biệt sau Võ Văn Kiệt cũng vậy, là một cái nhân vật có tên là Trần Bạch Đằng, có những cái quan điểm quan hệ rất phức tạp. Trong lúc theo Trung tướng Nguyễn Chí Trung, phía Hoa Kỳ đang hồ hào hỗ trợ, muốn Việt Nam nhanh chóng cải cách kinh tế trên tinh thần nền kinh tế thị trường, và Việt Nam đang đưa nền kinh tế theo hướng đó. Vậy mà tại sao có những ý kiến ở trong đảng lại không ủng hộ? Phải chăng việc đánh đổ ông Lê Khả Phiêu là việc đánh đổ đường lối chính trị, tổ chức, đánh đổ ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội? Theo tướng Nguyễn Chí Trung, đây là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong nội bộ lãnh đạo của đảng. Theo Trung tướng Nguyễn Chí Trung, lực lượng hữu huynh ở trong đảng luôn luôn chiếm ở mức độ đa số, số tức đích cực kiên định còn lại số tích cực kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa chỉ chiếm 1/3 trong Bộ Chính trị hay 1/3 trong Ban Chấp hành Trung ương, kể cả ở các cấp đảng cơ sở cũng chỉ 1/3 là ủng hộ theo tư duy giáo điều mà thôi. Theo Trung tướng Nguyễn Chí Trung, nền nhà ta chưa chắc, tư tưởng chính trị chính thống của ta chưa kiên định, nền kinh tế thị trường phải xác định rằng nó luôn luôn có hai mặt. Có nghĩa là những cái lực lượng bảo thủ hay cải cách ở trong đảng, họ có những cái điều đúng của họ. Kết luận bài viết, Trung tướng Nguyễn Chí Trung cho rằng, tôi xin tóm lược những cái sự kiện đó là những cái bài học đã qua, là những cái bài học đau lòng và khó hiểu trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, và nó chịu tác động rất nhiều từ phía bên ngoài. Theo tướng Nguyễn Chí Trung, chúng tôi mong rằng từ nay và về sau nó không xảy ra và thực hiện phải đúng như di chúc của Bác Hồ. Thưa quý vị, xoay quanh cái vấn đề đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong bài nói chuyện hôm nay chúng tôi giới thiệu, tức là giữa mối quan hệ của cái ban cố vấn Kiệt Mười Anh đối với một cái nhân vật được cho là thân Trung Quốc hơn, đó là Tổng Bí thư ông Lê Khả Phiêu. Và thưa quý vị, bằng mọi giá, bằng mọi cách, người ta quyết tâm phải hạ bệ được ông Lê Khả Phiêu, đánh bật ra chiếc ghế Tổng Bí thư. Nhưng bà ông Kiệt Mười Anh không hiểu rằng đứng sau Lê Khả Phiêu là ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể cả kia việc mà theo tướng Nguyễn Chí Trung cho rằng ông Đồng Đức Mạnh đã đứng lên từ chối khi chỉ còn duy nhất một ứng cử viên cho chức vụ Tổng Bí thư. Thì thưa quý vị, Đồng Đức Mạnh là một kẻ thân Trung Quốc, thậm chí còn hơn Lê Khả Phiêu. Đồng Đức Mạnh thừa hiểu có bàn tay Trung Quốc ở trong cái vấn đề đó. Song Đồng Đức Mạnh chỉ làm phách, cho ra vẻ là một cái người khiêm tốn mà thôi. Thưa quý vị, bài nói chuyện này muốn để quý vị hiểu rằng trong hàng ngũ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nó luôn luôn tồn tại hai phe, với những phe có chủ trương kiên định với chủ nghĩa xã hội mà hiện nay biểu hiện là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, còn những cái thành phần chủ trương cần phải kết hợp với Hoa Kỳ luôn luôn tồn tại. Và cái thế và lực của hai phe này trong đảng nó thay đổi, nhưng về mặt cơ bản, đặc biệt trong cái bối cảnh và tình hình hiện nay, thì cái việc tham dự
cũng như chỉ đạo vấn đề nhân sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đều có bàn tay của Trung Nam Hải. Kể cả những cái tài liệu cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những cái vấn đề gì nghiêm trọng, thường cử cố vấn của mình liên lạc trực tiếp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để xin ý kiến. Và thưa quý vị, đó là kết quả của một cái kế hoạch gài người cũng như phân hóa nhân sự trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, mà với mục đích của Trung Quốc, như quý vị đã biết, ban lãnh đạo Bắc Kinh không bao giờ người ta muốn ở Việt Nam có một cái ban lãnh đạo đoàn kết để mang lại sức mạnh, mà mục tiêu của Trung Quốc luôn luôn là họ muốn biết Việt Nam chúng ta thành một đất nước mà ban lãnh đạo phân hóa giữa các cộng đồng Việt Nam, chia rẽ, rồi để Việt Nam là một đất nước nghèo đói, ngu dốt, chậm tiến. Và thưa quý vị, như quý vị đã thấy, nếu so sánh cái nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc, thì rõ ràng chúng ta thấy chúng ta tụt hậu và kém hơn Trung Quốc quá nhiều lần. Và đó là kết quả của một cái chế độ mà ban lãnh đạo Trung Nam Hải đã gài người phân hóa nhân sự ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.